Trời ơi, hồi nhỏ thì tôi cũng khổ sở lắm chú ơi. Tôi mới có 28 tuổi là tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Bán cái đi vậy nè, nó lựa 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 lựa. Tụi tôi lấy một lần 40 tấm, 40 mấy tấm, 30 tấm gì vậy. Dạ, ấy là bị người ta lừa vậy hả? Dạ, nó lựa lựa với số đó, cũng như mấy người mất chết vậy đó. Dạ. Mới lấy chứ người đàng hoàng ta cho tôi uống hết. Dạ. Xin chào quý vị và các bạn nha. Hiện bây giờ mình đang ở Củ Chi các bạn. Thì hôm nay mình đi ngang qua cổng sư đoàn chính các bạn, thì gặp một bán vé số rất chi là tội các bạn. Con chào gì ạ? Dạ. Dạ. Dạ, xin hỏi gì tên gì vậy? Trần Thị Hằng. Trần Thị Hằng à? Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? 52 tuổi. 52 tuổi à? Quê gì đâu? Quê ở xã Mỹ Phú, tỉnh An Giang. Dạ. Vì lên đây bán lâu chưa vậy? Năm mấy rồi. Năm mấy rồi hả? Dạ. Có chồng con gì không vậy? Có chồng, có đứa con. Dạ, có chồng của đứa con hả? Dạ. Dạ. Chồng con ở dưới quê hay lên đây vậy? Chồng tôi cũng đi bán vé số. Dạ, hai vợ chồng lên đây bán vé số. Dạ. Hồi năm trước thì tôi đi có mình lên tôi à. Rồi năm nay mới chồng tôi mới lên hồi tháng 5 tới bây giờ. Dạ. Dạ. Còn đứa con sao vậy? Đứa con nó cũng đi bán vé số với tôi nữa. Dạ. Nó mới vô nhà. Đứa con mình lên đây mình ở đâu vậy? Ở nhà trọ ở Phước Phước đó. Dạ, ở nhà trọ gì à? Dạ. Dạ. Một tháng nhà trọ được bao nhiêu? Tháng 400 mà tiền điện quá chèn mắt rồi. Thật kia tôi mua vé số thì tôi. Dạ, đi. Là nhà trọ một tháng bao nhiêu vậy? Tháng 400 mà tiền điện mắc quá, tiền điện tới 100 mấy rồi, một người xài nước thì 15.000. Dạ. Ba người 45.000. Dạ, tiền nước người ta cũng lấy hay gì à? Lấy luôn. Dạ. Dạ. Tiền nước là mà một người là 15.000. 15.000 một tháng gì hả? Dạ. Nước nước máy hay là nước giếng gì? Nước cây mình bật lên là nó chạy lên đó cậu, tôi không biết nước đến. Dạ. Gì. Dạ. 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 Một ngày vậy bán được bao nhiêu? 200. Dạ. Rồi em xã tôi thì bán 5. Dạ. Dạ. Còn đứa con nữa chứ không gì hả? Tôi với con tôi đó bán 200, giấc sáng tôi đúng. Dạ. Đó. Hai mẹ con ngày bán được có 200 tờ vé số gì hả? Dạ. 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 Bán được lúc mấy giờ đến mấy giờ? Bán lúc 7 giờ sáng rồi bắt đầu rồi. Nếu mà hết đó thì 12 giờ, 1 giờ, còn hết 3 giờ. Dạ. Tôi đứng đây không mà tôi đi đến lấy vé số tôi có tiền lấy rồi. Dạ. Đầu tôi không dám đi nữa, tôi đứng đây bán. Dạ. Chị có bệnh tật gì trong người không? Tôi bị bệnh tiểu đường tới 4 năm rồi đó. Dạ, bị bệnh tiểu đường gì hả? Dạ. Dạ. Mà hen tôi cũng muốn về quê nữa, mà về quê cái khổ sở. Tôi ở trên đây chứ tôi bệnh hoài quỷ. Có bữa tôi không bán được, con cứ bán. Dạ. Không biết đường lên hay là gì đó. Dạ. Thế là mình ở trên này là đi viện đi đồ dễ hay gì à? Đi bệnh viện đó, đi bệnh viện mà đi gọi cái nghỉ hết ngày làm nữa. Dạ. Bệnh viện Củ Chi đó tôi có bảo hiểm mà nhà nước cấp cho tôi suốt đời luôn đó. Dạ, bảo hiểm nghèo suốt đời luôn hay gì hả? Bảo hiểm người khuyết tật á. Dạ, bảo hiểm người khuyết tật suốt đời luôn hay gì hả? Dạ. Dạ. Ủa gì hả? Có mắc gì bị gì vậy? Nó không có bị gì nhưng mà nó bị cháy đó, rồi nó giật xuống gì nè. Dạ. Không mắc mặt là gì bị gì? Hồi nhỏ tôi đi mất lúa đó, tôi ngủ trong đống gom á, rồi bị chủ đất người ta không biết đó, rồi người ta đốt đất. Dạ. Hồi đó tôi 13 tuổi tôi đi mất lúa đó. Dạ. Đi móc lúa là ngủ trong cái đống rơm rồi. Dạ. chỗ đất chỗ không biết là đốt cái gì hả? Dạ, gom hồi đó là gom đập bồ đó chú. Rồi mà 4-5 bồ mới vô công chứ phải suốt nguyên công là chết rồi. Dạ. 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 Con mắt gì bị gì vậy? Nó không có bị mà, nhưng mà nó giật xuống vậy nè. Dạ. Dạ nó giật xuống chứ nó dạ, không có giật, bị. Dạ, giật cái con mặt rồi xuống cái gì hả? Dạ. Nó dính cái cần cổ nè rồi nó chịch cái con mắt xuống. Dạ, nó bị chằng xuống, nó kéo con mắt xuống cái gì hả? Dạ. Dạ, tội gì hả? Dạ. Chị bán vậy rồi ăn uống đâu vậy? Vô nhà trọ đó nấu cơm ăn con, cái con tôi nấu cơm ăn. Dạ, giờ đi bán là tới giờ về là nấu cơm ăn gì hả? Dạ. Dạ. Đi bán cái thay đổi con tôi vô nhà chút cái nó chở ra cái tôi vô nó ra vậy đó. Dạ. Còn giấc sáng thì hai mẹ con tôi đứng đây, tôi đứng bên đó.
Dạ, là ngày nào dì với con cũng đứng cái ngã tư này hay gì à? Dạ. Dạ, cái ngã tư này là kêu kêu ngõ ngã tư gì vậy? Cổng Tầm Dù á. Dạ, cổng. Cổng 20. Cổng Tầm Dù. Dạ. Dạ, cổng Tầm Dù. Sư Đằng Chính. Dạ, cổng cổng Tầm Dù Sư Đằng Chính. Dạ. Dạ. Ừ. Tết nhất rồi gì em gì? Tôi bệnh hoài rồi, rồi em chồng tôi kêu thôi đi về, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Mà tôi về tôi sợ đói rồi, rồi tôi cũng không dám về. Ở trên đây tôi bệnh hoài hoài nghĩ là yeah. Tôi không dám về, tôi về tôi sợ đói. Dạ. Tại vì cái cảnh mỗi lần á, ổng cũng phát có ngày có 10.000 nè. Dạ. Ăn không có đủ, rồi em tôi thiếu nợ. Rồi hai mẹ con tôi mới lên đây trước. Dạ. Lên đây trước ở mình mấy rồi đó, rồi ổng mới lên hồi lúc tháng 5 nè. Dạ. Chứ tôi nghĩ là ổng ở dưới quê là ổng bỏ tôi luôn rồi. Rồi ổng cho ổng phát này hàng cho anh đâu đủ đâu. Rồi cái tôi thiếu nợ, cái hai mẹ con tôi trốn lên đây ở. Dạ. Năm mấy rồi. Dạ, năm mấy rồi vậy à? Dì lấy cho con đi. Dạ, cảm ơn chú. Chú. Cảm ơn chú. Dạ. Trời ơi, hồi nhỏ thì tôi cũng khổ sở lắm chú ơi. Tôi mới có 28 tuổi là tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Dạ, sao đuổi gì? Cũng như má tôi thì phải không có quyền đó. Rồi thằng em trai tôi đó, nó đuổi tôi. Dạ. Rồi tôi đi ra ngoài, rồi tôi đi múc lúa, múc khóc, rồi bị tôi ăn gì đó. Dạ. Rồi lớn lên tới 38 tuổi đó, tôi cũng thấy cái bà kia đó, bà từ trên cầu thang bà tụt xuống bà mượn tâm cháo ăn. Rồi tôi nghĩ là cũng như là mình kiếm người đàn ông đi, chồng cuối bắt con đi, rồi mà có đứa con đã trưởng già. Rồi chứ tôi không có nghĩ là người ta đợi với tôi. Rồi tôi đẻ được nhỏ đó đó. Dạ. Yeah. Tôi 40 tuổi tôi mới đẻ nhỏ đó. Dạ. Dạ. Là được đứa con là con gái hay gì hả? Con gái. Năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Mới 12 tuổi, sinh 2007 đó chú. Yeah. 40 tuổi mới sinh con là gì hả? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Có đi học gì không vậy? Nó học mới lớp 5 rồi, rồi năm ngoái đó hai mẹ con tôi nghỉ hè đó là tụ trường là nó lên lớp 6 đó. Yeah. Rồi bắt đầu tôi khổ quá rồi hai mẹ con tôi trốn lên đây ở. Dạ, yeah, hai mẹ con trốn lên đây ở hay gì hả? Dạ. Yeah. Ở giờ bé không đi học vậy hả? Nó mới học lớp 5. Dạ, yeah, học lớp 5 mà nghỉ gì hả? Dạ. Dạ, yeah. Chú bán ở khu vực nào? Ổng chạy xe đi bán đó. Dạ, yeah, chạy xe đi bán gì hả? Dạ. Thì một ngày hai mẹ con bán được 200 từ. Dạ. Yeah. Bán cái đi vậy nè, nó lựa. Của tôi lấy một lần 40 tấm, 40 mấy tấm, 30 tấm gì đó. Dạ, ấy là bị người ta lừa gì hả? Dạ, nó lừa với số đó, cũng như mấy người mất chết vậy đó. Dạ. Mới lấy chứ người đàng hoàng người ta cho tôi không hết. Dạ, ấy là mà mấy dạ. Mấy người họ có cái nghị cập rồi họ lừa gì hay gì hả? Dạ. Dạ, lừa về rồi mới báo công an gì vậy? Vừa lừa xong nó giọt lên xe chạy mất tiêu rồi la cũng không được nữa. Dạ, la thôi cũng vậy không hả? Nghe nữa. Dạ. Khổ gì đó. Dạ. Ừ. Dạ là bắt luôn ngày đó. Dạ. âm vốn luôn cái gì? Thâm vốn luôn á. Dạ. Rồi có bữa đó tôi khóc cái chú bán số với tôi, với chú cho tôi 20 tờ với số. Dạ. Dạ. Vì hoàn cảnh khổ tôi mới ở đây chứ có tiền tôi về quê tôi sống chứ. Ở đây bán đến 3-4 ngày là bị giật số 3-4 ngày. Gặp mình mua ngoài là bắt đầu lại lấy số nữa. Dạ. Yeah. Cái vết thương này rồi nó chuyển trời nó đau không vậy? Hả? Cái vết thương này rồi nó bị chuyển gió đổi trời rồi nó đau không? Không. Dạ không đau gì à? Tại vì 30-40 năm rồi. 30-40 năm rồi. Dạ. Dạ hồi đó mới có 13 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ 52 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Vậy ra bán đi. Ừ. Yeah. Chú ơi, tôi bán để em thôi. Dạ. Yeah. Thiên cảnh cô cũng rất tội các bạn. Thì ở dưới quê bị người ta đuổi lên đây các bạn. Thì sống không có mượn tiền, mượn đồ người ta. Hốc nợ mượn đồ rồi còn lên đây là đuổi thì đứng cái ngã tư này. Bán một ngày đi với con gái bán một ngày 200 tờ. Một ngày 200 tờ giá số các bạn. Rất chi là tội. Thì lúc nhỏ ở dưới quê ở dưới mẹ thì
anh em trong nhà đuổi ra ngoài ở các bạn, thì đi ra ngoài móc lúa, móc khoai, móc sắn ăn. Thì trong lúc đi móc lúa các bạn, mà móc lúa thì ngủ trong đống rơm các bạn, trong đống rơm của người ta, họ làm lúa ra rồi họ bỏ cái rơm các bạn. Thì ông chủ cũng không biết, cũng đem đốt đốt thì cái khuôn mặt cô bị biến dạng, biến dạng nặng, thì con mắt thì bị sụp xuống các bạn, rất chi là tội.